Vâng, xin chào các bác. Tôi mới về được ba con đom đi săn xui này. Hôm nay tôi sẽ đấu nhạc với các bác nghe. Hôm nọ thì đã báo giá rồi. Đây là ba con đom đi săn xui 507i, tôi bán giá là 5,5 triệu một con. Đánh hai đôi loa chính A, B, A cộng B. Trên đom đi có chỉnh bát chép, cân loa, lao lướt đầy đủ. Đây là đường vào âm thanh, bên này cân loa. Hình thức còn tương đối, góc cạnh không bị cong vênh, như xước thì cũng không thể tránh khỏi. Không bị cong vênh là sứt một miếng to ra, đấy là xấu thì không nói làm gì. Giả sử không may nó bị thế thì tôi sẵn sàng bán rẻ nó đi, thế thôi. Ba con, ai mua trước sẽ chọn con đẹp trước, thế thôi. 5,5 triệu đồng, tôi quay qua mặt sau rồi sẽ mở nhạc to hơn mà các bạn nghe. Một hãng âm ly có tên tuổi của Nhật, Sansui. Trăm vôn, công suất 175W, sản xuất tại Nhật. Đây đường vào âm thanh, đôi loa A bên trên, B bên dưới. Chở kháng là 6-16. Tôi sẽ mở nhạc với các bạn nghe. Âm ly này chạy 4 con xò thang, hàng bán nguyên zin 100%. Mở to nhạc với các bạn nghe nhé. Tôi đứng trong theo đoàn tàu đi xa xa thành phố. Tôi thấy dáng anh buồn đôi mắt. Đây nút xua direct mình không được bấm vào. Bấm vào sẽ tác dụng, bát chép không có tác dụng. Anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống tròn kiếp trai hồ. Đây lúc đặt tôn, bấm vào thì sẽ có tác dụng bát chép. Một lao lướt này thì tăng giảm bát chép. Sẽ thương anh trọn đời. Gương này nó có nhiều đời, 507, 607, 707 đều có. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Xin nhắc lại, 5,5 triệu đồng. Phí ship, phí vận chuyển, người mua phải chịu. Xin cảm ơn.